Bác ơi, chị dâu em đi khám thì bị sùi, nên giờ cả nhà đang nghi ngờ chị ngoại tình. Nhưng có phải không? Đứng từ cái khía cạnh y khoa thì rất là khó nói. Bởi đúng là khi mà trên lâm sàng, đôi khi mắc gặp cái trường hợp thế này. Cặp vợ chồng đi khám này, hay là hai người yêu và bạn người yêu đi khám với nhau ấy, thì trên lâm sàng bác sĩ khám là người vợ hay là người bạn gái này biểu hiện rất rõ trên lâm sàng là có mụn cóc sinh dục. Và HPV của bạn là dương tính típ số 6 hoặc là típ 11, tức là típ cây sùi ấy, mà trong khi đó là trên lâm sàng bạn trai hay là người chồng nó không biểu hiện triệu chứng gì luôn nhá. Trường hợp này không phải là hiếm đâu, bác sĩ đã gặp khoảng 2 đến 3 bệnh nhân như thế rồi. Và rất là buồn là chúng ta chỉ có những cái xét nghiệm mà HPV định típ cho nữ để biết được chúng ta nhiễm cái típ gì và tầm soát ung thư cổ tử cung một nữ thôi. Còn ở nam thì hiện tại là chưa có một xét nghiệm nào thường quy như thế. Nếu muốn biết thì chúng ta phải lấy cái dịch niệu đạo ở nam giới để chúng ta kiểm tra ha. Cái HPV mà típ 6 11 cây sủi ấy, nó chủ yếu lây qua đường sinh hoạt. Nhưng mà có thể là sao? Trong trường hợp mà dùng chung đồ đạc với bệnh nhân này hay người này người kia là cũng có thể lây đấy nhá. Và cái thời gian mà ủ bệnh trung bình của cái sùi này thường có thể từ tới 2 đến tận là 9 tháng cơ nhá, một thời gian rất là lâu. Nên chính là cái việc mà chúng ta tiêm phòng HPV là một việc rất là quan trọng cho cả nam và nữ, để vừa phòng ngừa là sao, là HPV típ 6 và 11 gây sùi, vừa là sao phòng ung thư cổ tử cung ở nữ. Và ngoài ra là để giảm các tỷ lệ các bệnh lý lây truyền qua đường sinh hoạt thì chúng ta nhớ thực hành là sinh hoạt an toàn nha, nhớ là 11 thì càng tốt, và dùng các biện pháp bảo vệ. Và chốt lại trường hợp của bạn này thì theo bác là em nên nói chuyện trực tiếp với anh của bạn em thực sự là có 11 với chị dâu hay không, hay ngoài ra có vấn đề gì khác hay không, và có thể cho anh đi lấy cái dịch niệu đạo để làm xét nghiệm HPV nhé. Bởi đôi khi cái triệu chứng như bác nói ấy, là trên lâm sàng người nam giới không biểu hiện cơ.